Rồi ok, giờ làm thêm clip tiếp nha anh em. Làm về clip về cách đánh nhũ đồng đen nha anh em. Trước trước giờ như em nhớ em không có làm hay sao đó ta. Còn nhũ đồng đen thì hình như em chưa làm clip. Thì hôm nay sẽ làm clip về nhũ đồng đen gốc nước này cho anh em coi tham khảo cách sơn đánh cổ ha. Con này bản chất nó cổ sẵn luôn rồi, đồng đen này mấy anh. Lon này 850 gram nhũ nha anh em. Còn sơn sơn nước chầu kiển thì 1 kg. Này lon màu đen. Thì đầu tiên mấy anh lót kìm ha, cái chậu lúc nào cũng lót kìm đó. Lót kìm xong sơn màu đen ha, sơn màu đen 2 lớp xong để khô xong cái bắt đầu mình lấy đồng đen mình lấy mút mình chấm lên. Mình đánh lên. Ok, hôm nay sẽ sơn cho anh em coi, giờ sơn màu đen trước đi kìa. Tại cái màu nhũ lúc trước em sơn màu đồng đỏ nè, màu nhũ vàng 24 nè. Rồi test mấy cái nhũ kia không có làm. Giờ nó có màu nhũ đồng đen là như em chưa làm clip nên em làm cho anh em tham khảo màu nhũ đồng đen khi mà đánh lên nền đen nó sao ha. Ok, giờ sơn lên nè anh em. Thì trước khi sơn lên mấy anh mà trước khi mở nắp á, mấy anh nó lắp đều lông sơn lên ha, quậy kỹ dưới đáy lên. Thì quét này thì có nước. Chậu này chậu 25 mấy anh, chậu chữ Phúc. Trước em sơn nhũ gì nè, sơn nhiều quá em chả nhớ nhũ nữa. Em làm nhiều loại nhũ quá nè. Cái nhũ đồng đen này chắc chắn là chưa làm clip, tại nhớ là không có clip nào á. Mấy anh sơn đen lên hết đi, mấy anh sơn đen lên hết cái mấy anh để nó khô đi, để nó khô xong rồi mới đò đánh nhũ lên được. Thì về cái kỹ thuật đánh nhũ này á, mấy anh muốn đánh cho nó lên nhũ nhiều á thì mấy anh đánh nhiều, còn không mấy anh muốn đen nhiều á thì đánh phớt qua thôi. Đánh phớt qua thì mấy anh pha nhũ với nước cho nó lỏng ra cho nó lợt màu lại, mấy anh đánh phớt qua thì nó sẽ đen nhiều. Còn để nhũ nó đặc á thì nó sẽ nhũ nó sẽ lên đậm hơn. Con nhậu xuống kìa, để nó văng qua dưa quá. Xong rồi nè anh em, giờ mấy anh chỉnh coi nền cho nó lắp hết ha. Ông để cho nó khô đi, tầm nửa tiếng 1 tiếng sau nó khô hẳn đi nó mới đúng lại màu đen rồi mình mới đánh. Thì sơn này sơn gốc nước chứ mấy anh, sơn gốc nước ngoại thất ha. Thì anh em nào cần mua sơn này với màu nhũ đồng đen rồi thì liên hệ em 0985 598 511, 0985 598 511 nha anh em. Ok, để xíu nó khô đi em ha. Em sẽ hướng dẫn Kiều Kỳ nó nhũ cho anh em coi. Anh em ha, giờ màu đen nó khô nè má. Nó khô ha, nó khô thì bắt đầu mình lấy nhũ đồng đen ra mấy anh. Đồng đen đây nè. Đây là nhũ đồng đen nè. Đó, mình lấy ra. Mình pha xíu nước cho mấy anh nè, lấy ra cái nắp ha. Pha xíu nước cho nó lỏng đều ra. Cho nó lợt bớt màu mấy anh, chứ mục đích là cho lợt bớt màu chứ đừng để cái màu nó còn nhũ nó đặc nó đậm quá. Rồi quét nhẹ lên miếng mút đi, quét đều lên bề mặt mút đi, ít thôi lấy ít nhũ thôi, nhũ đồng đen này nó không hao đâu anh em. Một lon này đánh chắc, mấy cái chậu mà chắc tầm cỡ này nè, tầm 20 này chắc đánh cả 100 cái gì sức hơn đó. Đánh phớt qua thôi, đánh phớt qua thôi. Ví dụ mấy anh muốn đen nhiều thì mấy anh đánh phớt qua thôi, còn muốn nhũ đồng lên nhiều thì nhũ đồng đen này lên nhiều thì đánh đậm vô. Rồi bên kia cho dễ rồi kìa, đánh đều vô, phớt vô. Qua bên kia đánh cho dễ kìa, ngồi này có thấy đâu. Nó chỉnh nó đều đều, đánh một chiều thôi mấy anh, đánh sọc sọc một chiều thôi. Đen này nó bóng nha anh em. Đó cái nhũ đồng đen lấy có tí xíu đánh được mấy mặt luôn đó. Nó gần hết thì mình mạnh tay hơn xíu là được. Rồi nó chỉnh cho đều đều như vậy. Lấy xíu rồi mấy anh em đánh được mấy mặt luôn. Đánh đi còn á, không hết đâu, chưa hết đâu. Cứ đánh đi. Đánh hết luôn cái chậu này luôn á, lấy một lần thôi. Còn nữa không? Đó, lên luôn rồi. Không, cái nhũ đồng đen này bản chất nó dễ đánh lắm, dễ lên lắm. Nó chưa có hết nên mình không có lấy thêm, mình lấy thêm thì nó sẽ hút vô cái mút đó.
nó sẽ hao. Có màu này anh em nào thích cổ cổ như vậy thì chơi màu này, đánh lên thành đen mấy không? Không thì thích thì sơn một màu này cũng được, khỏi với sơn đen cũng được. Chỉnh chữ phúc tiếng Trung Quốc này rồi đánh màu này lên nhìn nó đẹp ha, nó cổ đẹp. Rồi sau nữa mấy em kỳ nó lấy tầm hai cọ nó quét xong luôn. Bên này chưa nè, bên này thiếu rồi, sót rồi, còn không còn lấy thêm xíu nữa. Ở chứ nãy giờ em chưa lấy nhũ đó luôn á nè, em chỉ lấy xíu dính trên nắp, em pha xíu nước rồi cho kỳ nó quét, chứ chưa lấy nhũ trong lon nữa. Rồi chỉnh mặt bên này luôn nè kia. Rồi sau nữa mấy anh thì để khô xong cũng kêu uống nước lại mấy anh. Đó, thì màu này nó cổ cổ ha, đánh lên là đen, nó cổ cổ đen đen đây nè, còn một cái da đầu hai cái này. Rồi ok anh em ha, ai thích kiểu màu nhũ này thì làm bằng này sơn màu đen, lót kìm sơn đen, sử dụng nhũ lông đen đánh lên, rồi phủ lại bằng keo bóng nước anh em. Thì em làm cho anh em tham khảo rồi, em lười phủ quá. Anh em sử dụng đúng thì phải làm đúng quy trình đó mấy anh, thì nó sẽ ra màu này anh em ha. Rồi thì số điện thoại thì em sẽ để lên chạy trên clip ha, anh em cần mua thì cứ liên hệ trên clip, hoặc là anh em nào mà xài bằng máy tính hay điện thoại thì có dưới bình luận đó nha anh em. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em ha.